Chị em và các bạn thân mến, năm 2020 là năm cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bên cạnh vận động hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho hội viên vượt qua khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn được chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP hỗ trợ ngày công lao động cho chị em hội viên và nhân dân lao động trên địa bàn với nguồn quỹ hỗ trợ 2,3 tỷ đồng. Với nguồn hỗ trợ này, Hội đã chủ động hỗ trợ ngày công lao động cho chị em may khẩu trang và chi trả ngày công lao động cho bà con nhân dân làm các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Với mục đích tạo thêm nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch, giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đã vận động và được tổ chức phi chính phủ UNDP thực hiện dự án hỗ trợ ngày công lao động cho người dân ảnh hưởng do dịch bệnh. Đối tượng được hỗ trợ là người lao động nghèo bị ảnh hưởng do những ngày thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh mà mất việc làm, mất thu nhập, làm đời sống khó khăn. Qua quá trình làm việc và khảo sát, tổ chức UNDP đồng ý chi trả ngày công lao động cho người lao động thực hiện phần việc may khẩu trang phòng chống dịch và chi trả ngày công lao động khi người lao động tham gia thực hiện công trình lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu với tổng số tiền hỗ trợ là 2 tỷ 300 triệu đồng. Vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng được cái sự tài trợ của cái tổ chức phi chính phủ UNDP để mà hỗ trợ ngày công lao động cho hội viên là phụ nữ cũng như là người dân trên địa bàn của thành phố Bạc Liêu vì chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là một cái hoạt động cũng rất là ý nghĩa. Bởi vì trong cái đợt mà dịch COVID-19 đó, thì người dân của mình bị chịu ảnh hưởng rất là nặng nề, đặc biệt là những người làm công, ăn lương, thì họ bị mất việc làm, không có thu nhập. Cho nên là cái sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ này á, thì nhằm hỗ trợ để giúp đỡ cho người dân á, mà bị thiệt hại, rồi không có thu nhập trong cái khoảng thời gian mà dịch COVID-19 đang xảy ra, để giúp đỡ làm những cái tuyến đường giao thông nông thôn và hỗ trợ cho phụ nữ may khẩu trang y tế để phát cho những người nghèo và người dân trên địa bàn của tỉnh. Ra thì khi mà không có cái nguồn thu nhập á, trong cái đợt dịch COVID-19, đặc biệt là cái khoảng thời gian mà mình giãn cách xã hội đấy, thì người dân cũng rất là lo. Nhưng mà khi mà có cái chương trình như thế này á, thì họ cũng yên tâm, một ngày cũng thu nhập ít nhất thì cũng phải được trên 100.000. Thì tôi cho rằng là đây là một cái hoạt động rất là thiết thực và hữu ích, làm cho người dân phấn khởi và tin tưởng hơn vào cái tổ chức hội cũng như là vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tổ chức nhiều cái hoạt động hơn, rồi vận động nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Mà muốn cho người dân mà được thụ hưởng, mà chính những người mà lao động mà người ta được hưởng, thì chúng tôi cũng có phối hợp với chỗ bưu điện tỉnh để trả cái kinh phí là qua tài khoản. Như vậy thì để trả làm được cái điều này, mình phải lập cái danh sách, lập danh sách những người tham gia thật là cụ thể, phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân rồi rất đàng hoàng. Và bưu điện tỉnh sẽ là đơn vị trực tiếp để mà trả ngày công lao động cho người dân. Rồi xong rồi thì có thể là chuyển khoản, còn đối với những người khó khăn quá thì mới là mà hỗ trợ là cho tiền mặt. Thì cái hình thức để trả ngày công lao động qua cái vấn đề là phối hợp với bưu điện tỉnh là với cái mục đích duy nhất, đó là người nào làm thì người đó mới được hưởng. Khi dịch bệnh COVID-19 lan nhanh ra toàn thế giới, trong lúc các dụng cụ bảo hộ y tế để phòng chống dịch trở nên khan hiếm, thì Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động hội viên may khẩu trang vải để trang bị cho người thân gia đình mình nhằm chủ động phòng dịch bệnh. Đồng thời may với số lượng lớn để phân phát lại cho hội viên nghèo và người dân trên địa bàn thành phố để góp phần phòng chống dịch hiệu quả. Được quan tâm hỗ trợ của tổ chức UNDP, các chị tổ viên trong tổ may khẩu trang được chi trả ngày công lao động. Trong cái đợt dịch Covid vừa qua thì vào cái dịp tháng
4 đó thì Hội Phụ Nữ Phường có vận động chị em phụ nữ tham gia để tổ từ thiện may khẩu trang để cấp phát cho bà con nhân dân cũng như cán bộ trên địa bàn phường. Thì qua vận động đó thì thành lập được một tổ với 15 chị. Thì các chị may với tinh thần tự nguyện. Còn về nguyên liệu thì chỗ hội đi vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ. Thì vừa qua thì cũng vận động và may trên gần 6.000 khẩu trang cấp phát miễn phí. Thì đến thời điểm này thì cũng được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Thì qua dự án thì các chị em được hỗ trợ mỗi chị là 1.500.000. Nói chung thì tinh thần chị em thì rất là phấn khởi. Thì ban đầu chị em làm, chị em cũng đâu có nghĩ tới cái việc mà được hỗ trợ đâu. Tuy nhiên thì do chỗ hội phụ nữ cấp trên thấy và hiểu được cái sự khó khăn, hoàn cảnh khó khăn của chị em hội viên, dù khó khăn nhưng vẫn tham gia vào cái tổ từ thiện như vậy, thì nên có hỗ trợ. Thì chị em nói chung thì chỗ thường trực hội nói riêng thì cũng cảm thấy rất là mừng và phấn khởi cho chị em. Với ý nghĩa chi trả ngày công lao động cho chị em hội viên, các chị đã có thêm một phần thu nhập, vừa cải thiện đời sống gia đình, vừa có thêm động lực để đồng hành cùng tổ chức hội trong các phong trào. Được biết, đợt này có 75 chị được hỗ trợ chi trả ngày công lao động. Mỗi chị được trả 15 ngày công lao động, mỗi ngày 100.000 đồng. Tổng mức chi trả ngày công lao động may khẩu trang lần này là trên 112 triệu đồng. Đến nhận tiền trả ngày công lao động ở các điểm bưu điện trên địa bàn, nhiều cô, nhiều chị vô cùng phấn khởi. Hôm rồi cũng may khẩu trang mà trong mùa Covid đó, cũng may hỗ trợ giống như may từ thiện với lại bên hội phụ nữ đó. May khẩu trang để tặng, may miễn phí. Rồi thì đợt này cũng như bên phụ nữ cũng may khẩu trang mà cũng có một bên tài trợ để cho các chị em cũng được số tiền. Chỉ được 1.500.000 là cũng nhờ, cũng như đợt này có bên người ta hỗ trợ á, cho mấy chị em may thì nói chung cũng vui. Trên địa bàn xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông có dự án làm lộ giao thông nông thôn mới theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ vật tư xây dựng, còn bà con nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công lao động để cùng làm đường nông thôn mới. Được tổ chức UNDP hỗ trợ ngày công lao động cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn khi tham gia thực hiện công trình. Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông tiến hành khởi công thực hiện công trình lộ nông thôn mới. Trong đó xã Vĩnh Trạch Đông có 2 tuyến lộ được khởi công xây dựng, đó là tuyến lộ ấp Biển Đông A có chiều dài trên 1.300m, lộ ấp Biển Đông B có chiều dài gần 1.000m. Hai tuyến lộ này có tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ 320 triệu đồng. Trong đó vốn nhà nước đầu tư 1 tỷ 630 triệu, còn tổ chức UNDP chi trả ngày công lao động là gần 900 triệu đồng. Trên địa bàn xã thì có rất là nhiều các công trình lộ giao thông nông thôn thì nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì năm nay xã cũng được cấp trên quan tâm hỗ trợ 2 tuyến lộ giao thông nông thôn theo cái tiêu chí nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì một tuyến ở ấp Biển Đông A và một tuyến ở ấp Biển Đông B. Thì cái chiều dài 2 tuyến này là trên 2.000m. Tuy nhiên là về cái phần mà nhân dân đóng góp để thực hiện thì nó gặp cái khó khăn là do cái kinh tế của người dân thì nó cũng không có đảm bảo để mà mình đóng góp thực hiện. Thì chủ yếu là người dân chỉ tham gia được cái ngày công lao động thôi. Còn cái phần tiền mặt để mà đóng góp thì mình cũng chưa có thực hiện được. Thì một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như là cái điều kiện kinh tế của người dân cũng chưa đủ để đáp ứng. Thì xã rất là vui mừng khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ cái ngày công lao động cho các cái người dân dọc theo hai cái tuyến lộ này để cùng tham gia thực hiện cái công trình lộ giao thông nông thôn nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì sau khi mà tiến hành khởi công á, thì nhìn chung là tâm lý của người dân rất là phấn khởi. Tại vì hai cái tuyến lộ này á, là nó đảm bảo cái thứ nhất là về đi lại sinh hoạt cũng như là giao thương hàng hóa của người dân. Thì cũng bức xúc trong người dân thì khi mà được đầu tư thực hiện thì người dân rất là vui mừng, phấn khởi và tham gia rất là nhiệt tình.
Tuyến lộ ấp Biển Đông A được làm từ nhiều năm trước. Những năm gần đây, con lộ này đã xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Khi nhà nước khởi công làm tuyến lộ này, bà con vô cùng phấn khởi. Phấn khởi không chỉ có được con lộ mới, khang trang để đi lại thuận tiện, mà còn có thêm một phần thu nhập để trang trải cuộc sống lúc khó khăn. Lộ bây giờ là hư rất là trầm trọng, ổ gà, ổ voi gì cũng có hết. Nhưng mà coi đó là coi như là người dân rất là yêu cầu là nhà nước giúp một phần nào cùng với nhân dân làm con lộ này. Người dân ở đây vì trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ở đây có hết và con em đi học hàng ngày. Cho nên con lộ này coi như là còn mấy trăm hộ ở phía trong, nếu mà không sửa chữa thì rất là khó khăn. Trong đó rồi sau đó mới yêu cầu là nhà nước với nhân dân cùng làm. Thì báo cáo là khi họp dân thì người dân rất là đồng tình cùng với là cái chính quyền địa phương. Trong đó là anh em là coi như là nhà nước thì ra thí dụ là 70, còn người dân ra 30. Trong đó vì công cán anh em ở đây coi như là người dân ở trong ấp rất là phấn khởi. Nếu mà làm lộ này được thì về chuyên chợ thuận lợi cho hộ dân về kinh tế văn hóa xã hội. Tuyến lộ ấp Kim Cấu trên địa bàn xã Vĩnh Trạch có chiều dài trên 2.160m, là con lộ dài nhất trong 3 tuyến lộ được thực hiện đợt này. Kinh phí thực hiện là trên 2 tỷ 300 triệu đồng, thì ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ 612 triệu, còn tổ chức UNDP chi trả ngày công lao động trên 691 triệu đồng. Công trình này có bề ngang 2,5 m và có đến 124 người lao động thi công. Xây dựng đường giao thông nông thôn theo hình thức là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì qua đó thì cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh phối hợp để vận động tổ chức UNDP để thực hiện hỗ trợ ngày công lao động cho bà con nhân dân để tham gia xây dựng cái tuyến lộ này. Thì đối với tuyến lộ thì 2.167m, chiều rộng là 2,5m, thì làm được tuyến lộ này thì bà con rất là mừng. Kèm theo đó nữa thì có ngày công lao động để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con. Rồi xong thêm đó thì xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn của xã thì cũng đảm bảo là xây dựng được có con đường xanh sạch đẹp, đảm bảo giao thương hàng hóa rồi cũng như là đi lại của người dân. Đối với tinh thần của bà con thì rất là phấn khởi, rất là vui, cũng như là đồng thuận 100% đối với cái chủ trương của đảng và nhà nước để thực hiện các công trình lộ giao thông nông thôn này. Bà con rất là ủng hộ, rất là nhiệt tình. Hiện con lộ ấp Kim Cấu trong giai đoạn hoàn thành và đưa vào sử dụng, người lao động cũng được tổ chức UNDP chi trả ngày công lao động. Trung bình mỗi người được chi trả 20 ngày công, mỗi ngày được trả 280.000 đồng. Như vậy, trung bình mỗi lao động làm lộ được nhận 5 triệu 600.000 đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với bà con còn đang nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với số tiền này chắc chắn sẽ giúp được nhiều gia đình có một cái Tết ấm áp hơn. Tôi tham gia được 20 ngày và nhận được 5 triệu 6, một ngày được 280. Nhân dân chúng tôi cũng rất phấn khởi về việc nhà nước và nhân dân cùng làm cái con lộ này. Đang thuận tiện cho đi lại của con em học sinh đồ với người dân ở trên địa bàn này, làm cái tuyến đường này cũng như giúp cho những ngày công lao động này cũng tạo cho cái cuộc sống cũng ổn định, cũng nhờ có hỗ trợ vậy người dân cũng kiếm được thêm tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Với sự vận động hợp tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu và tổ chức UNDP đã thực sự giúp được rất nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, đây cũng là hoạt động giúp hội viên càng gắn bó hơn với tổ chức hội qua các phong trào. Qua đó, không những hội phụ nữ, chính quyền địa phương, mà tổ chức UNDP cũng đã thực hiện hiệu quả công tác giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Phụ nữ Bạc Liêu ngày nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.